Chiều ngày 7 tháng 6, ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, đã chỉ đạo công an huyện điều tra xử lý nghiêm vụ một nữ sinh bị bốn thiếu nữ đánh hội đồng gây thương tích phải nhập viện cấp cứu, điều trị. Cũng trong chiều ngày 7 tháng 6, ông Trương Đức Phụng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, cùng ngày, công an xã đã xác minh có báo cáo bước đầu về vụ việc. Theo ông Phụng, Vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6. Em D, 15 tuổi, vừa học xong lớp 9, bị một nhóm 4 thiếu nữ đánh đập ở hai địa điểm là cầu dưới thẻ và gần đập lỗ chài ở xã Hòa Quang Bắc. Theo báo cáo của công an, em D mượn áo quần của em N, 16 tuổi. N đòi nhiều lần nhưng D chưa trả, nên ngày 5 tháng 6, N hẹn D đến để lấy áo quần. Tuy nhiên, N cùng ba thiếu nữ trong nhóm gồm T 19 tuổi, IN 15 tuổi, TT 18 tuổi đã đánh đập lột áo em D và quay clip. Theo D, em bị nhóm thiếu nữ trên đánh hàng giờ đồng hồ đến khi gần như bất tỉnh thì mới được buông tha. Bà B 42 tuổi, mẹ D cho biết, bà về nhà thì thấy con gái bị nhiều vết thương, kêu khóc nên phải đưa con đi bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Các bác sĩ ở khoa ngoại chấn thương bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho hay kết quả kiểm tra cận lâm sàng chưa phát hiện bất thường đối với bệnh nhân d hiện bệnh nhân tương đối ổn tuy nhiên còn đau ở những nơi bị đánh bệnh viện đang tiếp tục theo dõi và điều trị